Quý khán giả đang theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tầng 14.5 và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, có nhiều người bị thương trong vụ nổ súng cuối tuần qua. Ngày 22 tháng 6 đã xảy ra vụ nổ súng tại một bữa tiệc ở Charlotte, thành phố lớn nhất của tiểu bang North Carolina, làm cho 2 người chết và 7 người khác bị thương. Vụ nổ súng xảy ra vào lúc 0 giờ 30 sáng, sau đó cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Trước đó một ngày thì 5 người đã bị thương trong vụ nổ súng xảy ra sáng 21 tháng 6 tại thành phố Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas. Sở cảnh sát thành phố Austin cho biết, vụ này xảy ra vào lúc rạng sáng tại khu vực trung tâm thành phố Austin. Cả 5 nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện gần nhất với vết thương nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa tới tính mạng. Trước đó cũng trong ngày thứ Bảy, một vụ nổ súng cũng đã xảy ra tại thành phố Syracuse, tiểu bang New York, khiến cho 9 người bị thương. Riêng vụ nổ súng ở Minneapolis cũng trong đêm thứ Bảy khiến cho ít nhất một người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Trong thông báo trên trang mạng Twitter, cảnh sát Minneapolis cho biết những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Kính thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Hải quân quyết định không phục chức cho hạm trưởng cho đại tá Brett Crozier. Giới lãnh đạo Hải quân Hoa Kỳ quyết định không phục chức hạm trưởng mẫu hạm USS Theodore Roosevelt cho đại tá Brett Crozier, người được các thủy thủ dưới quyền kính nể khi phải hy sinh sự nghiệp quân ngũ của mình trong vụ mẫu hạm bị dịch COVID-19 bùng phát. Dẫn nguồn tin từ một giới chức chính phủ Hoa Kỳ và một nhân viên phụ tá tại Quốc hội, đài ABC News cho biết, đề đốc Stuart Baker là cấp trên trực tiếp của vị cựu hạm trưởng, đại tá Brett Crozier phải chịu trách nhiệm trong vụ dịch bệnh và bị hoãn việc thăng cấp đô đốc. Quyết định được đô đốc Mike Gilday là tư lệnh hành quân Hải quân Hoa Kỳ đưa ra sau một cuộc điều tra khoáng đại về các diễn biến chung quanh hồ sơ giải quyết tình hình dịch bệnh lây lan trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt. Nguyên hạm trưởng chiếc USS Theodore Roosevelt, đại tá Brett Crozier, nay tạm thời được đưa về làm việc ở San Diego để chờ kết quả điều tra. Hạm trưởng hiện nay là đại tá Carlos Sardiello, người từng chỉ huy chiếc USS Theodore Roosevelt, là tiền nhiệm của đại tá Crozier. Kính thưa quý vị, ông John Bolton tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump và cũng không ủng hộ cho ông Joe Biden. Phát ngôn viên của ông John Bolton đã phản bác lại thông tin cho rằng cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ dự định bỏ phiếu cho ông Biden trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Telegraph. Theo CNN trước đó, tờ Daily Telegraph đã có bài viết cho biết rằng ông Bolton có ý định sẽ bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden thay vì tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, theo tuyên bố nói trên, thông tin này là không chính xác. Bà Sarah Tinsley, phát ngôn viên của ông Bolton cho biết, cựu cố vấn không nói rằng ông ấy dự định bỏ phiếu cho ứng cử viên Joe Biden. Bà nói ông ấy đã liên tục nói trong những ngày gần đây rằng sẽ viết tên của một người đại diện cho đảng Cộng hòa bảo thủ. Đừng nghi ngờ gì nữa, ông ấy không có ý định bỏ phiếu cho ông Trump hay ông Biden. Chính phủ Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt chương trình DACA trong 6 tháng tới. Theo lời của quyền Bộ trưởng Bộ Nội an Chuck Wolf, phát biểu trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Meet the Press của hệ thống truyền hình NBC hôm Chủ nhật 21 tháng 6 cho biết, chính phủ của Tổng thống Donald Trump nhất quyết trong 6 tháng tới sẽ chấm dứt chương trình DACA, hiện đang bảo vệ để những di dân bất hợp pháp đến Hoa Kỳ khi còn là trẻ em không bị trục xuất. Chính phủ Tổng thống Trump coi chương trình DACA là bất hợp pháp. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm vừa qua đã đưa ra phán quyết ngăn chặn nỗ lực của chính phủ Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chương trình có tên Deferred Action for Childhood Arrivals, tức là DACA, vốn được cựu Tổng thống Barack Obama đưa ra nhằm bảo vệ không để bị trục xuất khoảng 649.000 người đến Mỹ khi còn là trẻ nhỏ. Phán quyết mới nhất này giữ nguyên phán quyết của tòa dưới vào năm 2017, theo đó cho rằng hành động nhằm chấm dứt DACA của Tổng thống Trump là bất hợp pháp, nhưng không cấm ông Trump tiếp tục tìm biện pháp để hủy bỏ chương trình. Ông Wolf cũng nói trong chương trình Face the Nation của hệ thống CBS rằng chính phủ sẽ tiếp tục tái cấp visa cho những người hiện đang trong chương trình DACA,
trong khi tìm cách để chấm dứt. Kính thưa quý vị, Trung Cộng khai mạc lễ hội chó. Lễ hội thịt chó khét tiếng của Trung Cộng đã vẫn mở ra, bất chấp chiến dịch của chính phủ nhằm cải thiện phúc lợi động vật và giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe do sự bùng phát của COVID-19 mới. Lễ hội kéo dài 10 ngày hàng năm ở phía tây nam thành phố Ngọc Lâm thường thu hút hàng ngàn du khách. Nhiều người trong số họ mua chó để trưng bày trong các chuồng chật chội, nhưng các nhà vận động cho biết con số năm nay đã giảm đi. Chính phủ đang xây dựng luật mới để cấm buôn bán động vật hoang dã và bảo vệ thú cưng. Cùng các nhà vận động đang hy vọng rằng năm nay sẽ là lần cuối cùng lễ hội này được tổ chức. Xin nhắc lại, đại dịch COVID-19 được cho là có nguồn gốc từ dơi móng ngựa trước khi lây sang người ở một khu chợ của thành phố Vũ Hán, đã buộc Trung Cộng phải đánh giá lại văn hóa ăn động vật hoang dã và tuyên bố sẽ cấm buôn bán động vật hoang dã. Nhà hát ở Barcelona mở cửa biểu diễn cho hơn 2.000 chậu cây. Nhà hát opera Liesu của Barcelona chuẩn bị khởi động lại sau cơn đại dịch chiều thứ Hai 22 tháng 6. Làm hài lòng khán giả, đó là 2.292 chậu cây được đặt trên ghế nhung đỏ hoàn toàn, không cần quan tâm đến các biện pháp giữ khoảng cách xã hội. Theo đó, thì bộ tứ chuỗi Astelli sẽ biểu diễn buổi hòa nhạc Concert of Biocene kết hợp với Chrysanthemum của nhà soạn nhạc người Ý Giacomo Puccini cho nhóm khán giả bất thường này vào lúc 17 giờ giờ địa phương tại thủ đô của vùng Catalan. Buổi biểu diễn chỉ diễn ra sau khi một ngày Tây Ban Nha dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và chấm dứt một trong những lệnh phong tỏa chặt chẽ nhất của châu Âu. Khi buổi diễn khép lại, nhà hát Liesu có kế hoạch tặng 2.292 cây trong chậu cho nhân viên y tế như một cử chỉ trân trọng công việc của họ trong những tháng khó khăn nhất của đại dịch. Nhà hát Liesu nhấn mạnh hành động mang tính biểu tượng cao này để khẳng định giá trị của nghệ thuật âm nhạc và thiên nhiên như một lộ trình để trở lại hoạt động bình thường. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5 và Băng Châu sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam.